Vâng, chào các bạn. Thì trong những video trước mình đã chia sẻ với bạn cách thiết kế một trang web dạng WordPress và dạng landing page. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề là thiết kế web dạng landing page chuyên sâu hơn xíu. Thì khi mà các bạn mua tên miền và hosting để ra một cái giao diện của WordPress, quản trị WordPress, thì bạn sẽ cài cái song song với WordPress và LiveEdit. Đây là một cái phần mềm Intabuler 2.0. Phần mềm này có thể giúp bạn tạo được nhiều trang landing page khác nhau. Đây, ví dụ như mình sẽ vô một trang landing page là Sim Đa Năng này. Đó, vào nguyenthan.com thì có thể xem những cái mẫu mà mình đã làm. Đó, nhìn rất lung linh và đẹp. Thì để làm được những trang web như thế này thì đòi hỏi bạn phải có một cái tên miền và một cái hosting để chứa. Đó, bạn sẽ không cần giao diện WordPress nữa cũng được. Đó, thấy không? Khi bạn click vào cái trang web của mình, đó, sẽ hiện ra cái ưu đãi này. Đó, đó là điều đặc biệt của LiveEdit đã đem lại cho một trang web cực kỳ lý thú như thế này. Thì để tiến hành làm trang web dạng thế này thì đầu tiên mình sẽ mời các bạn xem cái phần mà mua tên miền và hosting để kết hợp lại thành một cái quản trị của website như thế này. Đó. Vâng, xin mời bạn vào xem video. Chào các bạn, để bắt đầu mua một cái tên miền thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ vào website, các bạn sẽ vào trình duyệt, các bạn sẽ gõ là nguyenthan.com/tên miền thì sẽ ra cái giao diện cái tên miền mà giá rẻ mình đã giới thiệu chia sẻ đến các bạn trên website. Đó, đây là tên miền của thằng Nam Chết. Thì để mua được tên miền thì các bạn sẽ gõ vào đây tìm kiếm. Đó, xong các bạn sẽ vào đăng ký tài khoản để các bạn mua. Thì các bạn sẽ gõ vào, giả sử như mình sẽ gõ vào là kiếm tiền online đi. Thì các bạn sẽ tìm kiếm. Thì sẽ có là kiếm tiền online.com và những cái tên khác nữa, tùy theo mỗi cái mọi giá khác nhau. Đó. Thì các bạn muốn kiếm tiền online.com thì các bạn sẽ đặt hàng, tại vì tên này có người mua rồi. Đó. Còn những tên khác sẽ xuống kiếm đây, giả sử như chấm like thì nó sẽ 8,8 đô một năm, chấm wiki thì nó sẽ là 8,8 luôn, và chấm dixin thì nó sẽ là 17. Đó, chấm oi 32. Đó, thì theo mỗi tên miền nó giá khác nhau. Thì mình đã chia sẻ các bạn là cái tên miền mà giá là 0,88 đô. Đó, tùy theo chấm. Giả sử như mình chọn chấm US thử xem nè. Chấm mi thì nó sẽ là 3,88 đô năm đầu, và năm thứ hai nó sẽ là 18,99 đô. Đó. Thì các bạn mới mua mới làm website thì các bạn nên chọn những cái tên miền giá rẻ thôi. Hoặc là các bạn nếu có điều kiện thì các bạn sẽ chọn trước. Nếu bạn định hướng tương lai mà bạn làm lâu dài á, thì bạn sẽ chọn những tên miền mà nó gọi là .com hay .us đó. Tại vì nói chung cái chấm không quan trọng, thì quan trọng là các bạn sẽ bước vào cái con đường kiếm tiền online để định hướng, thì các bạn sẽ chọn như thế nào. Sử như mình chọn cái 3,88 đi. Đó, thì bạn sẽ thêm vào giỏ hàng này. Đó, thì nó sẽ ra cái thông tin đây thì các bạn sẽ bấm vào đây để tiếp tục. Rồi hỏi bạn là mua 1 năm hay là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó, đó. Thì 1 năm là 3,88. Rồi các bạn bấm vào xác nhận. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào đây đăng ký, còn bạn có tài khoản rồi thì bạn bấm vào đăng nhập thôi. Đó, thật sự như tên bạn nè, mật khẩu, tên đăng nhập nha, giống như là username, name, rồi password, đặt ra password tên đầu tiên, họ, địa chỉ email, tạo tài khoản tiếp theo. Đó thì để mình sẽ thí nghiệm cho bạn xem một cái tài khoản luôn. Để sẽ mình Thăng Nguyễn 01 đi. Đó. Rồi mình sẽ đăng ký lại đi nha. Rồi các bạn lập lại mật khẩu. Rồi tên của bạn để sử dụng mình Bí Việt Thăng đi, Bí Việt Thăng. Rồi cái email của bạn là gì đó, mình sẽ điền vào. Đó là xong, các bạn bấm vào tạo tài khoản. Rồi các bạn bấm đồng ý và đăng ký tài khoản. Sẽ trông cho các bạn là những cái chữ thường thôi. Đó. Đó, đây là xong cái bước mà đăng ký một cái tài khoản. Thì kế tiếp là các bạn sẽ bấm tiếp tục thanh toán. Yêu cầu các bạn sẽ điền cái địa chỉ của các bạn. Giả sử như bạn ở tỉnh nào, sẽ mình ở Bình Dương đi. Cái code mình là 820.000. Đó, ở Bình Dương cái gì đó bạn. Cái này nó không cho viết hoa nên các bạn viết bình thường, không cho viết có dấu chứ. Rồi đây thủ vừa một đi, tại Bình Dương thành phố Thủ Dầu Một nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn cái số điện thoại của bạn, sẽ như bạn sẽ chọn cái Việt Nam của mình là cộng 84 các bạn. Rồi bạn sẽ điền vào số, sẽ như 9 55 77 258. Số phát nếu có rồi. Rồi còn thiếu gì nữa đây, cái dòng địa chỉ quan trọng nè, số 2 đường số 10 số 11. Đó đây sẽ không cho có dấu thì các bạn sẽ điền không dấu. Đây là mình quậy nên mình điện nó không lấy nha. Thì các bạn mà điền thì nên điền chữ hoa chữ thường cho nó hợp lệ xíu. Đó thì cái tên này cũng vậy, không có cho mình chứ có dấu. thì các bạn sẽ bấm không dấu thôi. Đó, học lại hết rồi đó. À, cái địa chỉ này dài quá nên yêu cầu các bạn hãy chia ra hai dòng. Đó, sẽ như cái này là nó sẽ cắt xuống dưới đây nha. Đó, đơn giản thôi các bạn. Rồi, không hợp lệ hả? Mình sẽ bỏ đi. Rồi, đó, ok đó các bạn. Mình sẽ bấm vào tiếp tục. Sẽ bấm vào sẽ như công ty Thanh Nguyễn luôn đi. Chức vụ là ví dụ nó không cần thiết rồi đó các bạn. Rồi, rồi bấm vào đăng ký, tiếp tục. Rồi, nó ra duyệt cái địa chỉ rồi thì các bạn sẽ bấm vào tiếp tục. Cái này mới bước quan trọng các bạn. Các bạn sẽ bấm vào chọn hình thức là thanh toán như thế nào. Tài sĩ mình chọn hình thức là thanh toán bằng PayPal đi, nó dễ. Đó. Rồi, các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi, các bạn sẽ bấm vào check out with. Đó. Thì yêu cầu các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản PayPal. Giả sử mình đăng nhập tài khoản PayPal cá chấp phần mềm luôn đi. Rồi, mình bấm vào. Thì do cái tài khoản này mình không có tiền cho nên nó đòi hỏi các bạn là phải thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Mastercard. Đó, điền thông tin vào thì các bạn có tiền đó, thì nó sẽ hiển thị lên và thêm vào thanh toán thôi. Đó, đó kêu thêm vào. Rồi bước này các bạn bấm vào là xong. Ok, thì giống như cái thanh toán bên mua cái hosting gì đó, thì hosting mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì cái này mình sẽ không hướng dẫn cái bước cuối cùng. Thì giống như cái video trước thôi, cái video sau này nè, hướng dẫn hosting đó, thì thanh toán rồi nó sẽ gửi nó bằng một cái hóa đơn, và các bạn sẽ đấy thôi, sẽ như anh em check đi. Đó, đó, đây là cái tên miền mình đã mua rồi. Cái giá là 0,88 đô nè bạn. Thì thanh toán rồi nó sẽ gửi các bạn cái này. Và các bạn chỉ việc đăng nhập vào cái tài khoản để liên kết với cái thằng hosting thôi. Rồi video mình các bạn sẽ gõ là nguyenthan.com hosting. Thì tên miền cũng vậy, các bạn vào gõ nguyenthan.com hoặc tên miền mình sẽ ra đây nguyenthan.com/hosting. Thì mình sẽ ra cái giao diện của thằng Hotbot. Thì này giảm giá là còn 2,24 đô một tháng. Thì bạn bắt đầu vào cái giá này là giá để nó quảng cáo thôi. Thật sự thì các bạn vào đăng ký nó sẽ dao động từ hơn 3 đô tới 5 đô. thì bạn sẽ vào gõ cái tên mình để các bạn chọn. Nếu các bạn có tên mình rồi thì các bạn sẽ gõ vào đây, thì các bạn sẽ gõ cái tên mình của bạn vào, sẽ như đi Nguyện Than.us. Rồi các bạn sẽ sử dụng nhầm và sẽ chấm us ở bên đây. Đó, rất rõ ràng các bạn. Các bạn gõ tên miền bên đây rồi chấm các bạn gõ bên đây thì bạn bấm sử dụng. Đó, thì nó hiện lên cái bảng để thanh toán, thì các bạn sẽ bấm vào tiếp tục. Đó, thì nó lưu lượng là 10GB, dung lượng lưu đĩa không giới hạn, thì các bạn có thể tạo nhiều website khác nhau. Thì các bạn sẽ chọn cái mức giả sử như 1 năm thì sẽ giảm còn 3,99, 2 năm thì giảm còn 2,99 đô. Đó, rồi các bạn có thể chọn thêm những cái tiện ích này. Đây mình giả sử như mình mua 1 tháng thôi, thì các bạn bấm vào tiếp tục. Thì hiện nay nó đang khuyến mãi là 25% theo định kỳ. Nếu các bạn mua 1 năm 2 năm thì nó sẽ giá giảm rất là cao các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm vào kiểm tra. Rồi các bạn sẽ điền cái thông tin của bạn vào để đăng ký. Các bạn chưa có thông tin thì các bạn giả sử như mình bấm là Thăng đi, tên là Nguyễn. Đó, email. Đó, ví dụ như thế này. Rồi số điện thoại của bạn. Rồi những cái này các bạn có thể điền thông tin thanh toán, thành phố, thì bạn có thể dịch thành tiếng Việt để cho dễ nhìn nè. Đây nó dịch cũng không rõ hả? Để em dịch lại. Đây, cái này là cái địa chỉ, cái thành phố của bạn, cái này là cái mã bưu điện. Đó, bạn sẽ điền đầy đủ. Sử như cái này là ở, bạn sẽ chọn cái server nó ở đâu, thì các bạn nên chọn là ở Hồng Kông thì sẽ tốt hơn server Việt Nam. Cái chọn đại đi rồi sau này bạn sửa lại được. Mình sẽ chọn, tại vì cái dịch nó mình không có rành tiếng Anh nên nó dịch cũng hay. Cô đi. Đó, rồi tên phố bạn sẽ ở Bình Dương gì đó. Đó, đó thì các bạn bấm vào. Thì các bạn lệnh rồi thì các bạn nó sẽ lưu. Thì làm thế nào để tìm thấy bạn? Thì bạn sẽ chọn một cái. Rồi bạn sẽ điền vào cái mẫu đăng ký. Rồi chọn password. Rồi các bạn sẽ chọn phương thức thanh toán. Thì sẽ thanh toán ứng dụng PayPal hay là eBay, Bitcoin, tiền mặt. Đó, tín dụng thì bạn điền vào đây. Rồi vào các bạn bấm vào đây. Đó, xong khi mà đăng ký tài khoản xong thì nó xác nhận các bạn. Rồi xong các bạn sẽ trở vô là đăng nhập. Rồi các bạn bấm vào đăng nhập nha. Đây, mình sẽ bấm vào đăng nhập đi. Các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email nè, thứ hai là mật khẩu. Đó. Thì nó sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của nó. Giờ các bạn sẽ tiến hành thanh toán. Hiện tại mình đang sử dụng một cái server. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái giao diện của nó nha. Đây, mình sẽ như vô nguyenthan.com/hosting. Thì mình sẽ mua một cái thử nghiệm cho các bạn xem để các bạn biết cách mua cái hosting như thế nào. Thì bắt đầu thì các bạn sẽ bấm vào bắt đầu đây. Rồi các bạn sẽ bấm sử như mình bấm tên là anh mua đó, tí Việt Thăng chấm thì các bạn sẽ kêu rộng được. Cái này cái tên miền các bạn sẽ chọn là tên miền có sẵn, các bạn sẽ bấm vào cái tên là tên miền của bạn mua rồi nha. Mua mình hướng dẫn các bạn mua tên miền rồi đó, US hay chấm gì đó quan trọng và muốn sử dụng đó, thì bước này nãy mình hướng dẫn rồi. Thì các bạn sẽ bấm chữ tiếp tục. Rồi giảm khuyến mãi 25%. Thì các bạn phải bấm kiểm tra. Rồi các bạn chọn hình thức thanh toán. Ở đây tại mình đã đăng nhập rồi cho nên mình sẽ chọn hình thức thanh toán là PayPal. Thì bạn là đây để mình sẽ chụp ảnh lại để sau này mình đưa lên website cho các bạn tham khảo thêm. Đó. Rồi mình sẽ bấm vào kết thúc đặt hàng để tiến hành thanh toán. Đó, bạn sẽ chọn là check out hay là subscribe out. Subscribe out là các bạn đăng ký vào, các bạn có tài khoản rồi thì chọn thế này. Đó, thì nó gửi một cái hóa đơn nữa cho các bạn nè. Đó, rồi email kiểm tra. Đó, hóa đơn là 3,4 mấy đô. Một hóa đơn mới đó là 3,74 đô. Rồi thì các bạn sẽ đọc email và sẽ tiến hành thanh toán theo đường link này. Thì mình sẽ trở ra đây, chụp ảnh này lên đi. Đó. Có email rồi các bạn chụp lại. Rồi bạn sẽ mở cái hóa đơn của nó ra, bạn sẽ chụp lại rồi xong các bạn sẽ trở ra cái giao diện của nó. Thì các bạn sẽ chọn thức là cách subscribe cũng được. Đó rồi các bạn sẽ bấm tiếp. Đây mình dịch tiếng Việt cho bạn xem nha. Đăng ký bằng tài khoản ghi nợ hoặc thẻ tín dụng theo PayPal kiểm tra. Rồi thì cái tiếp là các bạn sẽ đăng nhập vào PayPal. Nếu bạn chưa có PayPal thì các bạn sẽ bấm vào đăng ký tạo tài khoản, còn bạn có rồi thì các bạn sẽ bấm vào đăng nhập, điền địa chỉ email, mật khẩu, thì sau đó các bạn sẽ bấm vào đăng nhập. cái hết code này rất là hay khi mà các bạn không sử dụng trong thời gian mà một tháng, mà bạn sử dụng tới tháng thì các bạn hủy thì nó có sẽ trả tiền cho các bạn đó. Thì các bạn bấm đồng ý thanh toán, rồi bấm đồng ý thanh toán, tiếp tục hẳn. Các bạn không có thì bạn sử dụng thẻ Mastercard, thì mình sẽ có một video hướng dẫn các bạn lập một cái thẻ Mastercard online của băng lết rất là hay đó. Sau khi thanh toán xong thì nó có giao diện hóa đơn như thế này đó, đã hoàn thành đó, đã thanh toán 3,74 đô đó. Thì nó sẽ gửi tới cho bạn một cái địa chỉ email tiếp. Vì lúc nãy mình đã tắt cái mail rồi thì bây giờ mình mở mail lại. Thì các bạn sẽ vào cái email kiểm tra, kiểm chứng là cái hóa đơn mình đã thanh toán rồi. Đó. Thứ nhất là hóa đơn của thằng Hostgator nè. Chụp hóa đơn lại, bạn đã thanh toán rồi. Xong mình sẽ ra mình cái PayPal của mình cũng thông báo đó, đã chuyển cho kênh này đó, là bằng chứng rồi đó, là đã xác nhận từ cái thẻ Mastercard của mình đó. Thế thôi, thế là xong. Thì các bạn chờ nó duyệt nữa thì sẽ gửi cho các bạn cái thông tin để các bạn đăng nhập vào cái hosting. Vâng, thì sau khi đã mua tên miền và hosting thì bạn sẽ trở lại đăng nhập chứ tên miền và hosting. Thì trước tiên mình sẽ đăng nhập vào cái domain tên miền. Thì do đây mình cài mã bảo mật cho nên nó sẽ đòi hỏi là sẽ gửi mã bảo mật tới, và mình sẽ nhập vô để kích hoạt. Và là bảo mật hai lớp các bạn. Đây ví dụ như cái website nguyenthan.com nè đó. Thì đây là cái tên miền và cái chứa cái website này gọi là hosting. Cái tên miền giống như cái địa chỉ nhà đó, thì bạn muốn xây nhà thì bạn có nhà rồi, nhưng phải có địa chỉ thì người ta biết đường để kiếm bạn đó. Thì sau khi đã mua cái tên miền và hosting thì bạn sẽ vào để kiểm tra cái email bạn đã đăng ký cái hosting, thì nó sẽ gửi đến cho bạn một email đó là hot. Thì bạn vào đây kiểm tra hộp thư đến đây, mình có thể dịch sang tiếng Việt để cho bạn dễ hiểu. Thì kính chào ông, thì ông đã mua cái này với số tiền là 3,74 đô một tháng đó, là thanh toán hàng tháng. Tên miền của ông là nguyenthan.com và tên đăng nhập của ông là Nguyễn19 và mật khẩu này đó. Thì ông sẽ chia sẻ cái IP này đến cái tên miền để nó sẽ kết nối nhau. Thì đây là Never server 1 và Never server 2. Thì bạn sẽ copy hai dòng này bạn qua cái tên miền. Rồi sau khi đã đăng nhập vào thì bạn sẽ kéo lên chỗ máy chủ định danh nè đó, bạn sẽ bấm vào đây và bạn sẽ bấm là put DNS đó. Bạn sẽ dán hai cái hai địa chỉ đó vào đây. Rồi để thuận tiện hơn thì bạn nên copy dán chính xác hơn, rồi sau bạn đánh vào những cái sai chính tả rồi nó khó đó. cũng đơn giản thôi. Đó, bạn dán vào đây rồi bạn select rồi dấu màu xanh này là ok. Đó, cho cái này mình đã sử dụng rồi cho nên mình không có click nữa, thì bạn click vào đây là ok, nó sẽ mắc cái dấu màu đỏ này đi. Rồi thì xong khi chờ đợi khoảng 30 phút thì sẽ kết nối tên mình và hot team, thì bạn cũng tiếp tục trở lại với cái email để đăng nhập vào cái quản trị của cái hot team. Thì đây là cái đường link đây, tạm control paper nè, bạn click vào đây thì sẽ ra giao diện này. Đó, rồi bạn sẽ lấy cái tên đăng nhập gửi đến cho các bạn. Đây cái tên đăng nhập là này. Đó, copy, còn này là mật khẩu đăng nhập. Đó, bạn copy dán vào đây rồi mình sẽ đăng nhập. Sau khi dán vào xong mình sẽ đăng nhập. Đó, đăng nhập hoàn thành. Thì mình sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn. Đây là cái tên miền của bạn nè. Đó, đây chuyển hướng tên miền. Thì cái việc trong video này mình chỉ không quan tâm đến vấn đề đó, mình chỉ quan tâm là mình sẽ đưa cái WordPress vô cái tên miền và cái hosting để nó có một cái giao diện website. Thì giáo trình thiết kế web này nó đơn giản hơn những người khác, là họ phải tải cái WordPress về giải nén rồi họ upload lên server. Ở đây nó có sẵn luôn, bạn vô cái hosting này nó sẽ có đầy đủ chức năng của một cái website đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Đó, thì bạn bấm vào WordPress rồi bạn sẽ chọn giao diện là bạn bấm sẽ cài đặt ngay. Đó, thì bạn sẽ điền cái tên miền. Đó, rồi bạn sẽ chọn tên miền bạn vừa mua. Rồi bạn bấm bỏ cái chữ này nha để cho nó đẹp. Rồi tên web thì bạn có thể chọn lại cũng được. Rồi mình giả sử bấm thân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi. Đó, cho nó mạnh. Rồi bạn sẽ bấm chữ là dựng lên. Thì nếu không báo lỗi thì nó sẽ chạy luôn, không báo lỗi thì bạn sẽ quay lại chỉnh cái lỗi xíu. Đó, thì đã hoàn thành. Thì bạn sẽ bấm, sau khi nó đã chấp nhận rồi bạn sẽ bấm vào đây để quản trị. Thì bạn sẽ chờ khoảng 30 phút thì nó sẽ xong. Thì bạn sẽ bấm vào quản trị. Đây thì nó sẽ ra giao diện giống như thế này. Rồi bạn sẽ bấm vào tên đăng nhập lúc nãy bạn cho là admin và mật khẩu của bạn. Rồi bạn sẽ bấm vào đăng nhập. Thì công việc kế tiếp của mình là sẽ chọn một chủ đề, gọi là một cái giao diện đó bạn. Đó, thì bạn chọn một cái áo trước. Thì giao diện nó có rất nhiều diện, bạn có thể thêm giao diện mới nè, và những giao diện đã chọn sẵn. Thì đây mình đã chọn một cái giao diện này. Đó, đây cái xe này, đó là cái giao diện của nó. Thì bạn có thể lấy giao diện này bằng cách là các bạn sẽ vào thêm mới nè, và sẽ kiếm cái tên là Ili Max. Đó, để kiếm giao diện đó. Rồi bạn sẽ bấm vào sự cài đặt là nó sẽ hiện lên. Mình sẽ trở lại giao diện. Đó, mình bấm vào kích hoạt. Rồi, xong. Đó là một cái giao diện lúc đầu. Đây, giao diện này hiện lên. Đó, nó sẽ ra website thế này. Thì bước đầu thì bạn chưa có biết bài gì thì nó sẽ chưa có thế này. Đó. Thì các bạn sẽ biết bài viết đâu. Thì biết bài viết thế nào thì trong video kế tiếp mình sẽ chia sẻ với bạn cách để các bạn viết bài. Để tiếp tục với thiết kế web dạng landing page, thì sau khi đã hoàn thành cái quản trị của website thì bạn tiến hành đăng nhập vào để tên miền. Không đúng. Rồi, chắc có lẽ là đã đăng nhập được rồi đó. Đây. Thì đây là một cái quản trị của một cái website. Đây là dạng quản trị của WordPress. Thì cái website này là mình hướng dẫn các bạn cái cách mà tạo cái trang web bằng WordPress. Đó. Thì trong cái website này, website mới này, mình sẽ tạo cho bạn một cái dạng landing page đây, giống như Sim Đa Năng này mà mình đã chia sẻ với bạn từ đầu của video. Đó, sau khi một tên mình hosting để tạo được một cái bảng quản trị của web thì mình sẽ tiến hành đưa cái công cụ của thằng Intabuler 2.0 vào. Đây, bình thường này chưa có đúng không? Thì bạn có thể là tải thêm từ đây, bổ sung thêm nè. Đó. Thì cái plugin đó thì trong đây nó không có. Thì bắt buộc bạn tải ở ngoài. Có hai cách để bạn có thể là một là thêm mới từ cái WordPress, mình sẽ tải plugin lên. Đây, tải vui lên rồi bạn sẽ chạy nén nó ra. Ví dụ như mình sẽ chọn cái tiệp để tải lên. Cái này thì nó sẽ nằm ở ngoài desktop. Mình nói để mình up cái file lên, mình chưa thời gian up nữa. Để mình sẽ khi nào các bạn cần thì các bạn comment lên dưới đi, sẽ gửi cho các bạn. Intabuler 2.0 2016. Rồi, bạn sẽ tải lên. Rồi, bạn sẽ cài ngay. Đó. Bạn sẽ kích hoạt cái plugin đó. Tự động giải nén ra. Đó. Nó ra một cái giao diện của nó nè. Thì bạn sẽ vào đây để vô hiệu quá hả? Thì bạn sẽ tải thêm một cái nữa. Flash lên. Rồi, mình sẽ tải cái plugin 2.16 lên nữa để cho nó đủ. Rồi, sẽ cài đặt ngay. Thì trong cái tên miền này mình sẽ làm một cái trang web để bán hàng ở Philippines. Đó. Mình sẽ không làm chủ đề Việt Nam, sẽ làm chủ đề nước ngoài, tại vì cái giá trị mà bên nước ngoài nó cao hơn Việt Nam mình rất nhiều. Nếu cách này cài đặt không được thì bạn có thể cài đặt bên đây. Bạn sẽ vào cái quản trị của phát tin. Rồi mình sẽ cài đặt bên, bạn sẽ vào là file quản lý tập tin tiếng Việt. Rồi bạn sẽ vào cái tên miền của mình là David. Xong bạn sẽ vào cái chỗ là công khai nè. Rồi bạn sẽ quản trị kết. Rồi bạn sẽ vào là đây là Web Admin. Bạn sẽ vào lại, bạn sẽ vào Web Comment nè. Rồi bạn sẽ vào là Boolean. Rồi bạn sẽ upload hai cái tập tin nó lên, sẽ tải lên. Cho cái phiên bản này nó sẽ sử dụng cái hosting để giải nén thì bạn mới sử dụng được. Đây, những phần mềm này là nó sẽ mua đó bạn, cho nên là bạn thì cái bản quyền của mình đã có mua sẵn rồi, bạn cứ yên tâm sử dụng thôi. Mình sẽ tải một cái bản khác lên cho các bạn, mình có một cái bản khác nữa. Đó thì nó làm đơn giản vậy thôi. Sẽ đóng bớt cửa sổ đi. Đó, bạn chờ nó tải đủ 100%. Bạn sẽ quay lại giải nén ra, rồi bạn qua kia kích hoạt xong OK. Thì trong thời gian chờ tải lên thì mình sẽ cho bạn xem cái lợi ích của một cái trang web. Đây, ví dụ như trang web nguyenthan.com của mình. Rồi bạn vào nguyenthan.com nè, bạn xem cái lợi ích từ trang web như thế nào. Đây là cái trang blog của mình nè bạn, nguyenthan.us. Trang này mình đang chỉnh sửa lại. Đây là trang web nguyenthan.com, là sử dụng bằng WordPress. Đó. Đây cái phần này là phần quảng cáo Google. Đó, khi các bạn liên kết Google thì nó sẽ đặt quảng cáo lên trang web. Khi người click chuột vào thì bạn sẽ được tiền. Đó. Còn những cái phần này gọi là phần affiliate nè, tiếp thị liên kết á. Đó, khi tôi click vào tôi mua thì mình cũng sẽ được tiền. Đây, những phần này chung trang web mình toàn là affiliate hết. Những bài viết này cũng vậy. Đó, người viết chia sẻ hay là những cái khóa học này cũng đều là sử dụng chức năng affiliate. Đó, bạn không cần phải bán hàng kiểu mà nhận hàng về hay là gì phức tạp, sẽ bán sử dụng sản phẩm số thì nó sẽ tiện lợi hơn. Đây, như bài viết này là bài viết thiết kế web, là cách kiếm tiền điện thoại. Đây, cách kiếm tiền với Momo, kiếm tiền Sim Đa Năng, kiếm tiền Facebook và kiếm tiền của Trình Duyệt. Rồi mình sẽ trở lại xem nó tải xong chưa nha. Được 52% rồi. Cho cái folder 216 này nó chứa rất nhiều cái theme á, đẹp lắm. Đây, ví dụ như mình sẽ vào cái quản trị của web này, web Nguyen Than này, thì nó chứa rất là nhiều cái Win 2.0 này. Giờ lên 2 chấm mấy rồi, 2.11, 12 rồi. Đó, mình xem cái kho giao diện nữa. Đây, ví dụ như thêm một cái bài mới này, thêm một trang mới đi. Nó rất nhiều thêm. Đó, những thêm mẫu có sẵn. Bạn chỉ vào chỉnh sửa lại thôi. Bạn cũng có thể là tự mình tạo một cái thêm. Đó. Thì folder này nó rất nhiều cái công cụ để giúp bạn có thể là tạo một cái trang web đẹp lung linh theo ý muốn của mình, không cần phải đi mua những cái theme mà của WordPress. Nó không, mình khó chỉnh sửa, không theme là mình tự ý chỉnh sửa, mình muốn chỉnh sao chỉnh. Đó, thì hôm nay cũng rất nhiều người sử dụng cái giao diện của Intabuler này để làm trang landing web bán hàng. Đây là cái giao diện của WordPress nè, đó, còn giao diện của thằng LiveEdit. LiveEdit là các bạn sử dụng Intabuler 2.0, bạn sẽ tạo ra được một trang web lung linh, lộng lẫy thế này, đó. Có đầy đủ tính năng. Nhưng mà nó là một điều kém của nó là nó chỉ một trang độc lập thôi, nó không giống như cái trang web của WordPress. Đó. Nhưng mà trang độc lập bạn có thể thêm những chức năng khác vào thì nó cũng giống như những trang kia thôi. Đó, những cái theme khác. Thấy không? Tốc độ nó chạy là sẽ chậm hơn so với trang landing page. Trang web bạn click vào cái là nó sẽ thực hiện liền. Nhưng mà WordPress thì nó hơi chậm hơn xíu. Đó. Xem nó tải xong chưa, rồi ok, bạn sẽ quay lại home để giải nén. Đây, bạn sẽ vào để giải nén, bạn sẽ bấm vào chuột phải, bạn sẽ bấm vào trích xuất, xuất là giải ra đó, giải nén ra, rồi bấm vào lo. Rồi tương tự đây cũng vậy, trích xuất bạn không thể nén lại không được, tải xuống rồi ok. Đó, mình sẽ vào cái win này để xem lại kết quả mà mình mới làm xong thì win đã cài đặt. Đó, nó đã xuất hiện, bạn chỉ việc bấm vào là kích hoạt thôi. Rồi bấm vào thì mình đã hoàn thành được cái Intabuler 2.0 và 2.16. Đó, đây là cái giao diện cái trang chủ của nó. Thì để tạo một cái trang mới sẽ vào đây. Đó, đây là bảng điều khiển của nó, cài đặt hay là kiểu gì đó, thì nó khác cái giao diện của WordPress. Đây, ví dụ như bạn sẽ trở lại nhà nè, đó, thì thay vì bạn làm một cái web mà sử dụng của WordPress thì bạn sẽ ví dụ như bạn sẽ vào cái nguyenthanh.com đi. Đó. Thì khi bạn chưa chọn cái theme nào hết, chưa có bài viết nào hết thì nó sẽ ra giao diện như thế này đó. Chưa? Mà ý của mình là trong cái trang web này thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là cái của thằng landing page để làm cái trang web luôn, chứ không cần phải sử dụng cái theme của WordPress. Đây, ví dụ như bạn sẽ vào chủ đề nè, bình thường như WordPress thì bạn sẽ vào những cái chủ đề của nó, bạn sẽ chọn những chủ đề này, hoặc là có thể thêm chủ đề mới từ cái kho của thằng WordPress. Nó rất nhiều cái theme đó, rất nhiều cái giao diện của web á, bạn tha hồ lựa chọn. Nhưng mà bạn sử dụng này thì bạn sẽ bị lệ thuộc vào cái tùy chỉnh một số. Nếu bạn sử dụng cái bản ri không quản quyền á, thì một số nơi bạn sẽ không điều chỉnh được đó, nó hạn chế thì nó không hậu giúp. Thì để mình sẽ tạo một cái trang dạng landing page. Thì trong video trước mình cũng hướng dẫn các bạn cái cách để sử dụng rồi, thì hôm nay mình sẽ vào một trang mới, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái trang landing page làm cái trang chủ luôn. Thì đa phần có một số bạn sử dụng đây những cái giao diện như bán thuốc giảm cân rồi nè đó, thì rất là đẹp, nhìn nó rất là hay. Bạn có thể sử dụng giao diện này để bán hàng hay là làm một trang chủ của bạn cũng được. Đây mình sẽ sử dụng cái trang này đi. Để mình sẽ lấy một cái mẫu để mình copy về cho nó mau, chứ giờ mình soạn thảo thì nó hơi lâu. Mình hướng dẫn bạn mất thời gian thôi. Sẽ vào trong web của nguyenthan.com đi, sẽ lấy. Thì khi bạn làm các bạn cứ để ngôn ngữ là tiếng Anh đi cho nó khỏi bị lỗi phông. Đây cái logo bạn có thể chỉnh sửa bằng cách là bạn vào cài đặt nè đó, bạn có thể tải ảnh lên. Thì trong cái thư viện này thì hoàn toàn nó chưa có một cái ảnh nào, cho nên bạn bây giờ nó không cho bạn tải trực tiếp từ cái Intabuler, và bạn phải tải lên của một khu quản trị của WordPress thì bạn mới thể làm được để tiện dụng hơn. Trong hướng dẫn này mình sẽ lấy cái trang chủ của nguyenthan.com đi, sẽ hướng dẫn các bạn nó dễ làm hơn. Rồi trong vậy bạn sẽ vào kiếm cái trang mới. Ví dụ như bạn thấy cái trang nó giống như cái trang mà mình sẽ làm một cái mẫu đó. Có rất nhiều giao diện các bạn tha hồ lựa chọn. Đôi khi nhiều quá cũng không biết lấy cái nào phải không? Vậy nó khó khăn vậy đó. Rồi mình sẽ lấy một cái giao diện này đi, nó giống như kia. Mấy ngày nay sao mạng wifi của theo nó yếu quá, chạy lâu. Đây, đây là cái logo. Thì để lấy logo thì bạn cũng tương tự vậy, bạn vào đây cài đặt, rồi bạn sẽ upload lên. Rồi bạn sẽ lấy logo, bạn sẽ upload ảnh lên, rồi xong bạn sẽ bấm vào chữ là hide this package, một cái logo. Xong bạn có thể sell lại để cho nó mắc. Rồi cái này cũng vậy, đây Sim Đa Năng đúng không, thấy Intabuler nó chạy rất là nhanh không, xíu nữa nó sẽ ra liền đó. Nãy là mình sử dụng cái gì ta, Sim Đa Năng rồi, đúng rồi. Rồi bạn sẽ copy cái bản này qua, rồi bạn sẽ dán. Rồi bạn sẽ qua đây, bạn cũng chỉnh sửa. Rồi bạn sẽ bắt vào. Ở đây thì nó sẽ sử dụng chuột phải cho nên bạn sẽ phải dùng Ctrl V. Đó. Xong. Rồi. Tương tự vậy thì bạn sẽ lấy một cái đoạn này, bối cảnh. Rồi, cái này là cái chữ lớn phải không? Còn này là cái chữ nhỏ, cái trung bình. Bạn có thể vào đây sửa lại. Xong, bạn cũng cần Ctrl V. Sửa lại khác. Đó. Thì đây là cái nền nó màu nhạt nhạt, thì bạn có thể sửa cái nền đây. Cách các bạn sẽ bấm vào đây, bấm vào cài đặt. Bạn bấm vào chỗ cái vòng á. Đây sẽ chọn một cái màu. Tôi sẽ chỉnh này cho màu, sửa nè. Rồi sẽ chỉnh sửa. Bạn sẽ chọn cái nền nó màu Tôi làm lại xóa bỏ này đi để chèn một cái khác vô rồi dễ chỉnh sửa. Tôi như mình sẽ chèn một cái này vô. Đây, sẽ cài đặt cái khung trước đây nè. Mình sẽ chọn màu. Đó, ví dụ như màu này đi. Màu lật lật đây nè. Trắng màu không? Màu trắng mờ. Đây, chắc là màu này. Rồi. Ok. Rồi, tiếp tục là cái này nó sẽ có một cái khung. Thì bạn sẽ bấm chỗ khung nè, bạn cài đặt color body nè, đó bạn sẽ chọn cái khung của nó là màu đó, đáp co show co, cái này là khung nó dạt không. Đó, tương tự vậy đi. Rồi bạn sẽ lưu lại. Rồi bạn sẽ cho chữ vào, cài đặt. Rồi bạn sẽ bắt cái kia vào đó. Ok, giống chưa? Đó không, chung cũng gần giống rồi, chung nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cài đặt lại đây, nó có giống không nè. Mình sẽ chọn một cái border phù hợp với nó. Thôi dùng vậy đi cho cái size này nó ít border hơn. Thì cái này các bạn có thể thêm dấu cách chỗ này đó. Chỗ này chia đôi. Rồi kế tiếp là mình sẽ là cơ hội kinh doanh cùng Sim Đa Năng, đúng không? Đây là một khoảng trống đó, mình sẽ cho cái chữ A này vào. Đây là khoảng trống lớn quá, sẽ kéo cho nó nhỏ lại xíu. Rồi chữ A cũng vậy. Rồi mình sẽ dán vào, mình sẽ gõ vào nha. Rồi mình sẽ xóa này bỏ. Thì cái chữ này hơi nhỏ, mình sẽ chỉnh lại cho nó là H3 hay gì đi đó. Rồi thì nó màu gì? Màu đen luôn. Rồi tương tự vậy thì bạn sẽ xóa những cái này bỏ đi. Mình sẽ làm lại một cái mới giống như của nó luôn. Rồi bạn sẽ cho một cái khung vào. Sao cái khung này cũng được. Cái khung này bạn cũng có thể chỉnh sửa màu đó, viền. Thì đây là một khung ngoài và khung trong. Thì mình sẽ chỉnh cái màu của cái khung trước. Đây bạn vào border, mình sẽ chỉnh cái này. Rồi cái màu của nó. Ok. Rồi hãy cho một khung nhỏ vào đây. Rồi tương tự vậy thì bạn trong này bạn sẽ chỉnh cái màu của cái nền color này, color là màu nền đó. Đó. Rồi còn xeo lại ra mắt nha. Rồi bên đây nó sẽ có một bức ảnh và một cái dòng kỹ. Thì tương tự vậy thì bạn sẽ thêm cái đây vừa ảnh vừa chữ thêm vào đây đó. Rồi này bạn sẽ tải cái ảnh lên, mình sẽ upload lên nè. Cái là thành cái Sim Đa Năng đúng không? Đây sẽ lấy Sim Đa Năng đưa vào. Rồi học sẽ bấm hay ok, mình sẽ kéo nó ra một xíu cho nó đẹp. Này mình có thể kéo dài ra, này cũng vậy mình sẽ kéo bự ra xíu cho nhìn đẹp. Rồi ảnh này bạn có thể kéo ra. Rồi đây nó có chữ đăng ký thì mình sẽ thêm cái kéo lên xíu. Rồi mình sẽ thêm cái chữ đăng ký này vào. Đây là nó sử dụng cái trong này đó. Rồi tương tự vậy bạn cũng sẽ vào cài đặt sửa lại sự này thành chữ đăng ký test nè. Đăng ký ngay ok. Rồi sẽ chọn một chữ là rẹp xíu, ai cũng được. Rồi mình sẽ xóa cái chữ split here đi. Rồi phải kéo chữ nó bự ra đó, phải cho đậm lên. Rồi ok, tương tự như thế bạn cũng xeo lại. Rồi bấm hết, tiếp tục bạn sẽ copy những cái này qua. Rồi bạn sẽ Ctrl V vào đó. Rồi trên này bạn sẽ xóa bỏ ok đó. Thì bạn hỏi những cái dấu tích này mình sẽ lấy đâu, đây bạn vào đây đó, nó sẽ có đầy đủ những cái dấu tích rồi bạn sẽ lấy dán vào thôi ok. Rồi tương tự giờ mình sẽ xeo lại. Đây mình sẽ xem trước trang web mình đã làm thành quả như thế nào đó, thấy không, rất là giống đó. Thì phần kế tiếp sẽ thêm video vào. Thì video cũng rất đơn giản thôi, bạn sẽ thêm cái video, bạn sẽ bấm vào chỗ video nè đó, bạn sẽ kéo xuống dưới này. Đó. Bạn sẽ bấm vào cài đặt và lấy cái mã Enter code, nghĩa là cái mã của video á. Đây ví dụ như mình lấy cái mã ra đây luôn đi, bạn sẽ sao chép mã nhúng nha. Rồi bạn sẽ vào đây dán lại ok. Rồi lưu lại xong video này bạn có thể kéo cho nó rộng ra. Đó. Rồi bạn xem lại, bạn xem trang thế nào nha. Ok, đó có một video chưa, rất đơn giản. Thì chung thiết kế landpage là đơn giản thế, thì bạn có thể thêm những công cụ khác nữa. Trong đây quá trời công cụ nè, bạn cũng có thể thêm cái comment Facebook dưới này. Đó. Rồi thêm cái form đăng ký. Đó. Rồi nói chung trong phần landpage mình chỉ hướng dẫn các bạn tới đây thôi. Thì khi mình hoàn thành cái trang web tiếng Việt thì mình sẽ cho bạn xem cái mẫu. Vâng, cảm ơn các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký để thường xuyên nhận được video mới nhất của mình. Và có một bên cạnh nó có một cái chuông, bạn sẽ bấm vào để khi mình có video mới bạn sẽ nhận được. Vâng, cảm ơn bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký bên dưới. Cả hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.